Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh bình luận viên Anh Quân bóng đá Việt Nam. Bóng đá Việt Nam đang đi vào những ngày khó khăn hậu thời huấn luyện viên Trussier. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn ngồi vào vị trí ghế nóng và đang chịu nhiều áp lực trước vòng chung kết U23 châu Á 2024. Dù VFF không đặt nặng thành tích cho chiến lược gia người Khánh Hòa, nhưng trên tất cả tập thể U23 Việt Nam hiểu được tầm quan trọng và mục tiêu hướng tới là gì. Trong đợt trở lại Qatar lần này cùng đội tuyển U23 Việt Nam, tiền vệ Khuất Văn Khang chia sẻ vẫn chưa thể quên được ký ức đáng buồn của chính bản thân mình tại Asian Cup 2024 trước đó trong trận đấu với đội tuyển Iraq. Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 2003 cũng cho biết sẽ lấy đó làm động lực thi đấu thật tốt tại vòng chung kết U23 châu Á sắp tới, đồng thời cùng các đồng đội giành được tấm vé đến Olympic Paris để tạo nên lịch sử cho bóng đá nước nhà, giống như lứa cầu thủ trước đó đã làm tại Thường Châu 2018. Ngoài ra, tiền vệ thuộc biên chế của Thể Công Viettel cũng tiết lộ những chia sẻ huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đến với toàn đội trước khi bước vào giải đấu sắp tới. Chuyến bay đưa đội tuyển U23 Việt Nam đến với Qatar cũng là đưa giấc mơ của những người làm bóng đá đến với vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các tuyển thủ đều thể hiện được quyết tâm, khao khát được ra sân thi đấu, đồng thời đặt mục tiêu tiến xa nhất có thể tại đấu trường U23 châu lục. Ngày mai đội sẽ xuất phát sang Qatar, nơi mà tôi có nhiều kỷ niệm, từng được tham dự nhiều giải đấu. Asian Cup là một kỷ niệm buồn, nhưng cũng là động lực để bản thân tôi cố gắng để tiến bộ hơn. Những ngày qua thì thầy Tuấn động viên tinh thần toàn đội, là người truyền năng lượng cho cầu thủ, khích lệ toàn đội tập trung, khát khao thi đấu vì màu cờ sắc áo. Bản thân tôi đặt mục tiêu sẽ nỗ lực thi đấu thật tốt để toàn đội cùng tiến sâu nhất có thể, hướng tới cạnh tranh cơ hội dự Olympic Paris. Đúng như lời của Khuất Văn Khang chia sẻ, thì kỷ niệm ở Asian Cup là không thể quên được. Nhưng bóng đá Việt Nam đang bước sang một trang mới, không có người đồng hành là huấn luyện viên Philippe Chuze và sẽ hướng đến một mục tiêu mới. Tấm vé dự Olympic Paris, một ước mơ đối với Khuất Văn Khang và các đồng đội, nhưng cũng là một niềm tin gửi đến người mộ rằng những tuyển thủ vẫn đang nỗ lực từng ngày, chiến đấu vì màu cờ sắc áo và vì người mộ thân yêu. Thời gian tập trung lần này ngắn hơn, các cầu thủ đa phần không có được thi đấu nhiều, nên ở những buổi tập vừa qua thì ban huấn luyện chú trọng củng cố nền tảng thể lực. Mọi người cũng cố gắng nâng cao thể lực để đáp ứng cho giải đấu sắp tới, hậu vệ Lương Duy Cường cho biết. Nhiều người có thể nói đây là một giấc mơ xa vời thực tại, nhưng nhìn vào những gì mà binh đoàn U23 Việt Nam đã làm được tại Thường Châu 2018 thì không có gì là không thể với bóng đá trẻ và không ai đánh thuế giấc mơ cả. Hãy cứ mơ ước và cố gắng theo đuổi ước mơ đó. Sáng nay mùng 8 tháng 1, đội tuyển U23 Việt Nam đã lên đường sang Qatar để tập huấn và chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2024. Ở chuyến đi lần này, đội tuyển U23 Việt Nam nhận được nhiều sự kỳ vọng từ người hâm mộ sau những thành tích đáng buồn vừa qua ở bóng đá nước nhà dưới thời huấn luyện viên Philippe Trussier. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã tạo điều kiện cho toàn đội sang Qatar sớm một tuần để có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi bước vào giải đấu. U23 Việt Nam sẽ có tổng cộng 27 cầu thủ trong chuyến tập huấn lần này sau khi Phan Tuấn Tài phải rời khỏi đội tuyển do dính chấn thương đầu gối. Tại đây, đội sẽ có trận giao hữu với U23 Jordan vào ngày 10 tháng 4. Đây là bài kiểm tra cuối cùng trước thêm vòng chung kết U23 châu Á 2024. Ngày mai sẽ bắt đầu từ đội tuyển U23 Việt Nam hôm nay, giống như làm lại từ đầu. Nhưng làm lại ở đây không phải là chuyên môn mà là niềm tin từ người hâm mộ. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình, chiến đấu đến cùng với tinh thần không bao giờ từ bỏ. Tôi tin kết quả tốt đẹp sẽ đến với U23 Việt Nam từ giải đấu U23 châu Á sắp tới. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn bộc bạch trước giờ lên đường sang Qatar chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á. Khó khăn duy nhất chỉ là thời gian huấn luyện quá ngắn. Thầy cho huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chỉ có 2 buổi tập tại Việt Nam trước khi sang Qatar tập huấn. Đã giao hữu với U23 châu Đan ngày 10 tháng 4 trước khi bước vào thi đấu trận mở màn với U23 Kuwait vào ngày 17 tháng 4. Nghĩa là U23 Việt Nam vừa tập luyện vừa đá giao hữu, vừa hoàn thiện chiến thuật. Chưa kể đội còn phải xem bảng hình, nghiên cứu đối thủ. Nhiệm vụ vượt qua vòng bảng không phải quá sức nhưng cũng không hề dễ dàng. Trong bảng đấu mà U23 Việt Nam không phải là mạnh nhất thì tất cả cần tính toán chơi ra sao, chơi thế nào trước từng đối thủ. Trước khi huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cầm quân thì đội tuyển U23 Việt Nam đã có chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Tajikistan với một kết quả 1 thắng 1 hòa. Giờ khi có lực lượng mạnh nhất, đội tuyển U23 Việt Nam có quyền mơ kết quả tốt tại vòng chung kết U23 châu Á 2024. Trong 27 cầu thủ đến với Qatar lần này, có một số cái tên đã được gọi lên và thi đấu ở đội tuyển Việt Nam trong chiến dịch vòng loại World Cup 2026 vừa qua như Thái Sơn, Đình Bắc, Khuất Văn Khang. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ có nhiều sự lựa chọn về nhân sự khi các thủ hiện tại đều là những cái tên tốt nhất của bóng đá Việt Nam ở lứa tuổi U23. Vị huấn luyện viên 56 tuổi này sẽ đối mặt với cơn đau đầu dễ chịu trong việc vận hành chiến thuật và tìm ra giải pháp tốt nhất cho U23 Việt Nam ở trận giao hữu với U23 Jordan sắp tới. Xa hơn nữa là 3 trận đấu vòng bảng tại vòng chung kết U23 châu Á với U23 Uzbekistan, U23 Kuwait và U23 Malaysia. Người hâm mộ nước nhà cũng hy vọng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cùng các học trò sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất để bước vào giải đấu sau hơn một tuần nữa.
Về nhân sự thì huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nhiều khả năng vẫn giữ bộ khung đã từng cùng ông lên ngôi tại giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023. Điểm khác biệt so với một năm trước là đội hình đã được nâng cấp và thiện chiến hơn hẳn. U23 Việt Nam đang tập hợp là những cầu thủ tốt nhất lứa tuổi để đảm bảo chiều sâu đội hình, phấn đấu cho mục tiêu vượt qua vòng bảng U23 châu Á 2024. Đội tuyển U23 Việt Nam vẫn sẽ thi đấu với sơ đồ quen thuộc 5-4-1 khi phòng ngự và 3-4-3 khi tấn công. Điều quan trọng là tốc độ chuyển trạng thái được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn yêu cầu các cầu thủ phải thực hiện nhanh hơn. Để phục vụ yêu cầu này, ông đã gọi bổ sung Đức Việt, mẫu tiền vệ trung tâm mà ông ưa thích cũng như từng sát cánh tại giải U20 châu Á và U23 Đông Nam Á. Và như mình đã nhắc nhiều ở các video trước về việc đây là thời điểm huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có cho mình được một đội hình U23 Việt Nam xịn nhất cho tham vọng của mình ở giải đấu sắp tới. Xịn ở đây là việc rất nhiều cái tên đã được kinh qua các trận đấu tại đội tuyển quốc gia nhằm tích lũy kinh nghiệm, tích lũy được bản lĩnh thi đấu. Huấn luyện viên Philippe Chuze ra đi, những định hướng và di sản của ông sẽ còn mãi với thời gian khi trình làng hàng loạt những nhân tố trẻ như Thái Sơn, Khuất Văn Khang hay Đình Bắc ra ánh sáng và đương đầu với những thử thách cực đại tại Asian Cup 2023 và vòng loại thứ hai World Cup 2026 vừa qua. Một điều đáng tiếc khi Phan Tuấn Tài không thể có mặt cùng đội do chấn thương, một tổn thất lớn bên hành lang cánh của U23 Việt Nam. Ở vị trí này thì huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đang có nhiều sự thay thế gồm tân binh Nguyễn Thành Khải, Nguyễn Ngọc Thắng cho vị trí trung vệ lệch trái, Quân Văn Khang, Hà Văn Phương, Hoàng Văn Toản cho vị trí chạy cánh trái. Không chỉ đội tuyển U23 Việt Nam, ba đối thủ của chúng ta ở bảng D là U23 Malaysia, U23 Kuwait và U23 Uzbekistan đều đã và đang có những sự chuẩn bị rất kỹ càng trước khi bước vào giải đấu. Về phía U23 Uzbekistan và U23 Kuwait, hai đội bóng này đang hoàn tất những sự chuẩn bị cuối cùng của mình ở trong nước trước khi lên đường sang Qatar vài ngày tới tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024. Trong khi đó, đội bóng cùng khu vực Đông Nam Á với Việt Nam là U23 Malaysia cũng đã có những trận giao hữu trước giải đấu nhằm tìm ra phương án tốt nhất ở 3 trận đấu vòng bảng sắp tới. Sau thất bại 1-2 trước U23 Trung Quốc vài ngày trước đó, đoàn của huấn luyện viên Juan Torres Garrido đã tiếp tục phải nhận kết quả không mấy tích cực khi đối đầu với đội bóng chủ nhà U23 Qatar. Cũng như U23 Việt Nam thì các đối thủ tại bảng D cũng đang tích cực chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2024. Trong số này, điển hình có thể kể đến là U23 Malaysia. Thầy trợ luyện viên Juan Torres tiếp tục phải nhận thất bại trước U23 Qatar. U23 Qatar mong muốn có một trận thắng để làm động lực trước thềm giải đấu trên sân nhà và các cầu thủ bên phía Qatar đã nhập cuộc chủ động, nhanh chóng có được những cơ hội ăn bàn rõ rệt. Phải đợi đến phút bù giờ thì Qatar mới có bàn thắng vươn lên dẫn trước sau tình huống mắc lỗi trong vòng cấm của U23 Malaysia. Dẫn đến quả phạt đền, Ahmed Hussam đã không bỏ lỡ để mở tỷ số của trận đấu. Sang hiệp 2 thì cả hai đội chơi nỗ lực nhưng không thể tìm kiếm thêm bàn thắng và tỷ số chung cuộc là 0-1. Đây là trận thua thứ hai liên tiếp của thầy trò luyện viên Juan Torres, trong đó cả hai bàn thua đều xuất phát từ những quả 11m. Ở trận đấu vừa rồi thì Malaysia cũng thực hiện một vài sự thử nghiệm để hướng tới kết quả tốt nhất tại vòng chung kết U23 châu Á. Trong khi đó thì Uzbekistan và Kuwait cũng chuẩn bị sang Qatar hướng tới mục tiêu cao nhất. Vòng chung kết U23 châu Á diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 tại Qatar. Giải có 3,5 suất tham dự Olympic Paris 2024. Đội đứng thứ 4 sẽ tranh vé playoff với Guinea đại diện từ châu Phi. Đội tuyển U23 Việt Nam ở bảng D lần lượt gặp U23 Kuwait ngày 17 tháng 4, U23 Malaysia ngày 20 tháng 4 và U23 Uzbekistan ngày 23 tháng 4 với mục tiêu vượt qua vòng bảng. Có một điều dễ nhận ra trong các buổi tập gần đây của U23 Việt Nam là việc huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn luôn cho các học trò vỗ tay tán thưởng nhau sau mỗi bài tập, dù có là khởi động hay hoạt động cường độ cao với bóng. Một không khí thoải mái tối đa đang được tạo ra ở tập thể này. Hy vọng sự lạc quan và tinh thần chiến đấu của U23 Việt Nam sẽ giúp chúng ta có kết quả thuận lợi nhất và hy vọng các khán giả sẽ cùng nhau đồng hành và động viên các chàng trai trẻ chặng đường sắp tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video trên kênh Bình luận viên Anh Quân bóng đá Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.